Hello, em chào tất cả các bác. Em sống tiếp tục một chiếc đồng hồ để bàn thương hiệu là Citizen Made in Japan. Chiếc này đẹp xuất sắc nha các bác. Made in Japan nằm dưới đây. Còn cái này nè, đấm đấm này là nó chói cái quai chân xuống nha các bác nè. Cái nó đẹp lắm. Mặt kính viền kim loại màu vàng. Quai văn xung quanh hết luôn, bốn góc rất đẹp. Này cũng có hai bên cái quai văn giống như cái quai sách nè. Đặc biệt chiếc này nó có công tắc tắt chuông báo thức nha. Để em test thử sơ cho bác nghe ha. Đó là chuông chén báo thức. Gỗ đẹp xuất sắc luôn nha. Tắt. Chiều cao của chiếc này là 22 cm. Còn chiều ngang ngang qua là 36 cm. Hậu sau vô là 10 cm. Phía dưới cũng còn mấy keng nha các bác nè, còn nguyên cái tem của nó. Chiếc này sử dụng máy lớn một pin chung, có đầy đủ nắp luôn. Màu gỗ thì rất thích hợp cho các bác để trưng bày những cái bàn ghế gỗ nữa, nhìn nó dáng rất xưa cổ điển. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh video em gửi chi tiết nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.